Ok, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ làm về cái năng lượng tuần mới ha. Có nghĩa là bắt đầu từ khoảng thời gian ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 3 được chưa bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Tụ thứ nhất, bạn nào mua đá thì inbox xuống cho mình. Tụ thứ hai, tụ thứ ba. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha. Bạn nào mà chưa chọn kịp thì bạn có thể bấm đứng màn hình lại được chưa, xong rồi bạn chọn cho mình. Mình cảm thấy bạn đang là trong cái tuần đó bạn có một chút sự mệt mỏi liên quan về người cũ hoặc là một cái tình yêu cũ ha. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái mệt mỏi đó nó chỉ ít thôi chứ nó không có nhiều, và thay vào đó nó có rất là nhiều những cái sự romance rất là lãng mạn, chỉ có là bạn thiếu cái niềm tin vào cái tình yêu của bạn thôi ha. Bạn hơi có một số cái sự quá khích về cái cảm xúc của mình. Bạn rất là dễ cảm thấy là giống như là mình là nạn nhân của vấn đề, mình rất là tội nghiệp, mình bị người ta bỏ rơi, mình không có giá trị trong cuộc sống. Nói chung là mình nghĩ là bạn nên trau dồi thêm cái tình yêu cho chính bản thân của mình. Đôi khi á, bạn chỉ là cái cảm xúc đó, bạn biết rằng là mình không nên như vậy nhưng mà nó vẫn đến ha. Cho nên bạn phải thay đổi cái bản thân của mình lại, bạn phải cân bằng lại cuộc sống của mình. Phải có người này, người nọ, người kia đến trong cái cuộc sống của bạn. Bạn phải rạch ròi rõ ràng một chút xíu về những cái yêu cầu của bạn, nhu cầu của bạn, để thỏa mãn cho bản thân của bạn. Và mình cảm thấy rằng là bạn tuần sau bạn không có tập trung được. Bạn khá là phân tâm, phân tán tư tưởng của mình, có thể rằng là bởi vì bạn trong gia đình của bạn hoặc là bạn với cái người đối phương của bạn, người yêu của bạn có một cái sự gọi là cam kết hoặc là kết hôn, và bạn có những cái sự hiểu lầm và cãi vã ở đây với cái người đó. Nhưng mà mình thấy cái sự cãi vã đó nó sắp tới là nó sẽ được trong cái tuần đó đó, có thể là nó có sự thay đổi tốt đẹp. Nó cho bạn một cái kết nối nó vui vẻ hơn, rất là nhiều cái fun time, rất là nhiều cái niềm vui ở đây nè. Và bạn nên ít nói lại để giảm bớt sự cãi vã, cũng như là đừng có dạy cái đối phương của bạn phải làm điều gì. Bạn nên tập trung vào vật chất, tài chính của bạn, bạn nên tập trung vào sự sáng tạo của bạn ha. Thì năng lượng của bạn không có tệ, năng lượng của bạn chỉ là một số cái bài học, một số cái nguồn năng lượng của vũ trụ thúc đẩy bạn để cho bạn có cái sự thay đổi mạnh mẽ, để cho bạn sáng tạo cuộc sống của bạn, để cho thay đổi từ cái việc mình đang cái nguồn năng lượng thấp, đang nhàm chán, đang cảm thấy mất mát về mặt tài chính, hoặc là tài chính không có gom góp được nhiều tiền, hoặc là mình quá bận rộn trong cái tuần này cho nên là mình đã mất đi cái sự sáng tạo trong công việc của mình, sáng tạo trong cuộc sống của mình, hoặc là thiếu đi cái sự yêu thương của bản thân mình, hoặc là đôi phút mình có bị những cái sự tự ti về bản thân của mình. Thì tuần này nó có năng lượng mạnh mẽ để thúc đẩy cho bạn có cái sự giống như transformation, sự chuyển đổi cái năng lượng của bạn trở nên tích cực hơn á. Là nó nhắc nhở bạn là phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn ha. Trong đây thì tuần này bạn có thể rằng là sẽ phải giải quyết một số vấn đề. Một là rời đi khỏi cái năng lượng với cái người cũ ha. Hai đó là bạn sẽ phải cân bằng lại cái cảm xúc của mình nha. Ở đây là giải bài chung nên là mình cũng chưa chắc hẳn rằng là, mình chỉ biết rằng là có thể là bạn với cái người nam này sẽ có cái cuộc nói chuyện với nhau nha. Giữa bạn với cái người nam này là ai, đối phương là ai, đó là một người cung nước, sông ngư cự giải bò cạp, cả cái nguồn năng lượng nam và nữ luôn mình thấy ở đây ha. Và mình thấy hoặc là có thể là cung ma kết nè. Đó thì mình thấy giữa bạn với cái người này sẽ có sự trao đổi, sẽ có cái bạn có thể là nhận được quà hoặc là nhận được cái gì đó ở đây, và bạn với cái người này sẽ có cái cuộc nói chuyện với nhau. Bạn với cái người này sẽ có sự đam mê trong cái tình cảm ở đây,
bạn với cái người này có thể là có một cái liên kết về mặt cảm xúc hoặc là liên kết về mặt tâm linh, kiểu như là hoặc là thật sự là bạn với người này có duyên nợ theo kiểu rằng là mình sắp kết hôn, mình định sẽ kết hôn với nhau hoặc là hôn ước với nhau. Nó có một chút gì đó mà hai người chưa có được nói rõ với nhau ha. Thì trong cái tuần này nó mình thấy rằng là tình yêu thì chảy tràn cái sự đam mê đó. Đó, còn có những cái cơ hội nữa, có những cái điều mới sáng tạo đến nữa. Thì ngoài cái việc là bản thân của bạn chưa có được tích cực, hoặc là bạn chưa tin tưởng vào tình cảm này, hoặc là bạn chưa đủ yêu thương bản thân mình, hoặc là năng lượng của bạn về cái trái tim của bạn á, bạn không có cảm thấy mình an toàn trong một cái câu chuyện tình cảm ha, nó sẽ làm cho bạn không có được cảm thấy hạnh phúc hoặc là tích cực á, nó không làm cho bạn cảm thấy sự lãng mạn á. Đôi khi bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn sợ mất người này, hoặc là bạn sợ thế này thế nọ thế kia ha. Nhưng mà trên thực tế á, những cái việc mà nó sẽ diễn biến ra vào trong cái tuần 15 đến 21 á, nó sẽ là tốt cho bạn, nó sẽ là rất là lãng mạn, nó sẽ rất là đam mê, sẽ có nói chuyện với nhau, sẽ có sự chia sẻ về mặt tài chính ha. Và nó sẽ có cái sự ổn định và bạn sẽ được bảo vệ, hoặc là mối tình của bạn trong cái tuần đó bạn xảy ra với ai sẽ được bảo vệ nha bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ xem thêm về coi các cung hoàng đạo nha, dùng cái Astrodit này để coi coi là các cung hoàng đạo nào có ở trong này ha. Ok, chúng ta sẽ có là cung song tử nè. Cung sư tử nè. Cung nhân mã nha bạn nha. Ok, các con số liên quan nha. Số 4 nè. Số 2 nè. Số 6 nè, có thể là thứ nữa ha, thứ 2, thứ 6, bởi vì mình đang coi nguồn năng lượng rất là ngắn nha. Nhưng mà cái tuần này á, mình thấy rằng là nó sẽ có rất là nhiều thứ liên quan đến sự sáng tạo, liên quan đến việc đó là thúc đẩy sự sáng tạo, liên quan đến việc đó là bạn đam mê và yêu thương cuộc sống của mình, cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống của mình, đừng thiên lệch về một vấn đề gì cả, hoặc là đừng cảm thấy mất mát, hoặc là cứ cân bằng, cứ định tâm là bạn sẽ có được một cái tuần tuyệt vời ha. Một cái tình yêu của bạn thì mình thấy rằng là nó cũng có sự cam kết nè. À, tôi muốn trở nên I wanna grow old with you là cái này ha. Tôi muốn trở nên tôi muốn già đi cùng bạn, tôi muốn cùng bạn có một cái quãng đời còn lại phía sau đồng hành cùng nhau, ví dụ như vậy. Thì bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bạn không có lo sợ, hoặc là không có dạng như là thiếu người đó là bạn cảm thấy bị bỏ rơi, thì cái tình cảm của bạn á, bạn tôn trọng bản thân mình á, sẽ bạn sẽ làm cho có một cái gọi là sức hút rất là lãng mạn dành cho cái người này, mà bạn thấy không? Door to romance, bạn sẽ mở được cái cánh cửa của cái sự lãng mạn trong cái tuần này dành cho bạn. Đó. Và vũ trụ cũng thúc đẩy cho bạn có cái việc rằng là thay đổi cái nguồn năng lượng của bạn từ việc là tội nghiệp, hoặc là rời khỏi cái việc là năng lượng với cái người cũ nó tệ, nó không đẹp, cho nên đó là bạn phải giải quyết cái năng lượng với người cũ để bước đến với một cái tình yêu sắp tới với bạn, được chưa? Phải cân bằng lại, thay vì lo lắng thì bạn hãy tĩnh tâm để lắng nghe cái thông điệp của vũ trụ, những cái mà vũ trụ nó mang tới cho bạn. Ok, mình xem. Ở đây có thiên bình bảo bình song tử nữa, và mình thấy là trong tuần này có một cái sự gặp gỡ bất ngờ với một cái người cung thiên bình, hoặc là nó sẽ có một cái sự may mắn bất ngờ dành cho bạn nha. Sự may mắn bất ngờ dành cho bạn, và điều đó nó sẽ mang đến cho bạn một sự công bằng ha, một cái gì đó mà bạn cần, bạn phải được, bạn được hưởng một cái gì đó mà bạn được hưởng, một cái sự thức tỉnh dành cho bạn, nâng cao cái năng lượng của bạn lên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình thật là tội nghiệp bởi vì bị rời bỏ khỏi một mối quan hệ hoặc là như thế nào đó, thì tuần này nó sẽ vững chắc và nó sẽ tuyệt vời hơn với bạn nhé. Ok,
sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi có trả bài mới thì nó sẽ gửi cho bạn thông báo. Mình sẽ đến với tụ bài số 2 nha. Là cái trái tim này nha bạn nha. Bạn nào mua đá thì inbox Facebook cho mình. Tuần ngày 15 đến ngày 21 bạn sẽ có điều gì? Đây là trả bài ngắn ha, trong tuần. Tuần này bạn có một sự bình yên khởi đầu mới, bạn sẽ ở bên ai đó, nhưng mà cái tình cảm này á, nó rất là, mặc dù nó rất là đam mê cháy bỏng nhưng mà nó vẫn chưa đầy đủ. Bạn cần phải trau dồi thêm những cái sức hút để cho cái đối phương, kích thích cái đối phương họ đến với bạn nhiều hơn chứ không phải là chạy theo đối phương nha. Cái người này có thể là có tình cảm với bạn và yêu bạn, nhưng mà sao họ, cái người này họ có vẻ như là họ đang giữ chặt cái trái tim của mình và suy nghĩ xem là có nên là mang đến cái tình yêu này cho bạn hay không, họ có đủ cái sự mạnh mẽ hay không. Và cái người đó là người có thể là da họ là trắng nè ha, hoặc là họ cũng tóc của họ có nhuộm màu vàng nhạt, hoặc là tóc của họ cũng hơi xoăn xoăn, nhưng mà có thể là bất cứ người nào, bởi vì cái hình ảnh trong này nó chỉ là tượng trưng thôi. Và cái tuần này á, bạn chỉ cần đạt được sự bình yên trong cuộc sống của bạn là bạn đã vượt qua cái mục tiêu trong cái tuần rồi. Vì mình cảm thấy điều gì, mình cảm thấy rằng là bạn với ai đó có kết nối với nhau rất là vui vẻ, mặc dù là cái mối quan hệ đó nó đam mê nhưng mà nó chưa phải là chốt với nhau, nhưng mà cái khả năng được đi đến với nhau là có, khả năng đi đến lâu dài với nhau là có ha. Bạn cần phải mình nghĩ là cái tin tức về một cái người ở xa, hoặc là một cái người mà làm việc cùng với bạn, người mà bạn có tình cảm với, cái người đó nó có hơi có cái sự mập mờ và lo lắng, cho nên là trong lòng của bạn cũng buông không được, nhưng mà đến thì không xong. Người này có thể làm bạn đồng hành của bạn và bạn phải trải qua, bạn phải trải nghiệm những cái câu chuyện này. Cái người này đến như là một cái định mệnh, như là một cái điều mà họ phải đến. Và mình thấy nha, cái tuần này là người đó, một là bạn có tin tức của người đó, hai là người đó quay lại với bạn, và ba là cái người đó mang cho bạn một cái tình yêu đến. Và cái điều này nó, nói chung mình cảm thấy cái tình cảm này nó đẹp á bạn, nó đẹp. Và tuần này nếu bạn trông chờ một cái tình cảm của ai đó đến với bạn thì có nha. Tình cảm, nói chung mình nói rằng là có thể là bởi vì có cái sự ngăn cản nào đó ở đây, mình không có xem cụ thể tại vì đây là trải bài chung, nhưng mà giữa bạn với cái người này đều có tình cảm cả, giữa bạn với cái người này đều có sự đồng điệu cả, cả hai bạn đều muốn kết nối với nhau vui vẻ. Bạn với người này là soulmate của nhau, là bạn đồng hành của nhau ha. Và cái mối quan hệ này nó mang rất là nhiều cái năng lượng của việc là chữa lành, của việc là cân bằng, của việc là mọi thứ nó sẽ đến trong cái sự bình yên và trọn vẹn. Thì cái tuần này của bạn là may mắn, tuần này của bạn là bạn có được rất là nhiều cái cơ hội và cái sự may mắn trong cái cuộc sống của bạn. Chỉ riêng cái tình yêu là nó chưa có đến được hoàn toàn trong cái tuần này. Mặc dù là cả hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng mà mình thấy người này sẽ quay lại. Có một cái nấc thức tỉnh nào đó trong cái câu chuyện tình cảm này mà cái người nam này hoặc là cái đối phương này của bạn họ nhanh chóng quay lại. Và mình nghĩ rằng là mọi thứ nó rất là đẹp. Cái tụ bài này mình cảm thấy rất là đẹp. Cái tụ bài này, cái mà bạn cần buông là cái sự ảo ảnh, cái mà bạn cần buông là cái sự suy diễn trong tâm bạn quá nhiều. Bạn nên sắp đặt lại cuộc sống của mình ha. Ok, trong cái trường hợp mà bạn đang trông chờ một người cung Bảo Bình, hoặc là cung Nhân Mã đến, hoặc là cung Nước Sông Ngư Kỳ Giả Bọ Cạp, cung Lửa Bạch Duyên Mã Sư Tử, thì mình thấy là có người đến đó. Tuần này bạn không cô đơn, tuần này bạn rất là ấm áp, rất là có bạn bè, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và tuần này bạn sẽ có sự thay đổi về cái suy nghĩ của bạn rất là nhiều. Từ việc là giả sử như bạn có cái sự giả sử như là bạn có một cái việc gì đó mà bạn nghĩ không thông, thì tuần này nó sẽ mang đến cho bạn cái sự rõ ràng. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng là tuần này có thể là bạn bắt đầu một cái tình cảm với ai đó đó nha, với ai đó, nhưng mà mình không cảm thấy người là người mới đâu nha.
cảm thấy một cái năng lượng mạnh mẽ của bạn rất là nhiều ở đây nha. Ở đây có cả cung lửa, năng lượng nam và nữ, xong rồi địa bào cảm, nhất là sư tử nè. Ủa bên lộn, lửa, bạch nhân mã sư tử nè, nhất là sư tử hả bạn ha. Nói chung mình thấy năng lượng này của cái tuần này của bạn là cực kỳ là về tình cảm, là cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là lãng mạn, cực kỳ là đam mê, cực kỳ là hạnh phúc nha. Nhưng mà chắc chắn rằng là trong lòng giữa hai bạn vẫn chưa hoàn toàn trao trọn cho nhau, hoặc là chưa hoàn toàn cam kết với nhau nha. Cái người này xuất hiện cũng đúng lúc. Bây giờ mình sẽ xem thêm coi là cái cung hoàng đạo nào trong cái mối quan hệ này mà chúng ta cần lưu ý hay không ha. Cung trời sư tử. Sư tử hồi nãy giờ được focus, trời sư tử nữa, được focus rất là nhiều ha. Cung song tử, cung cự giải nha bạn nha. Mình sẽ xem thêm cái con số từ cái Astrodix này nha. Số 3 nè, số 5 nè, số 8 nè ha. Số 3, số 5, số 8 có thể là ngày tháng năm sinh của bạn, của người đó, tháng hoặc là tuần, hoặc là thứ ha. Thứ 3, thứ 5 với lại chủ nhật được chưa bạn ha. Đó, có thể là ngày bạn gặp người đó, hoặc là cái ngày mà bạn cần lưu ý. Ok, đây là cái trải bài chung thôi. Các bạn đón nhận cởi mở, năng lượng tuần này của bạn và cái tình cảm rất là tốt, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Bây giờ mình sẽ đến cái tù bài số 3 được chưa bạn ha. Bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Tuần này mình thấy rằng là bạn sẽ có một cái new connection, một cái kết nối mới ở đây nha. Một cái true love, một cái tình yêu. Và bạn có rất là nhiều cái kế hoạch và rất là nhiều thứ phải làm. Ô, người này đến mang nhung nhớ, mang thương nhớ đến với bạn. Nhưng mà bạn trong cái tuần này bạn có một cái thử thách nho nhỏ, đó là về vấn đề lòng tin trong một cái tình cảm, trong một cái tình bạn. Bạn là một người là sợ hãi sự tổn thương và bạn bị cảm xúc áp đặt rất là nhiều. Và bạn kiểu như là không có niềm tin lắm vào một cái gì đó thuộc về tình yêu chân thật hoặc là true love. Bạn hơi thiên lệch về cảm xúc. Bạn có sự dựa dẫm trong cái tình yêu, trong cái cảm xúc với đối phương của bạn, đối với bất cứ một ai ấy. Bởi vì khi mà cái nỗi đau của bạn, khi mà cái sự tổn thương của bạn nó quá lớn ấy, hoặc là bạn luôn luôn giữ những cái sự tổn thương đó, đó, thì bạn sẽ cảm thấy không bao giờ cảm thấy an toàn trong một cái tình cảm hết. Và nó sẽ dẫn đến việc là bạn rất là sợ tổn thương, nhưng mà bạn lại rất là muốn giữ một cái tình cảm nào đó. Nhưng mình thấy bạn có người mới đến ha. Trong một số trường hợp thì bạn rời khỏi một cái mối quan hệ sợ tổn thương và bạn sẽ gặp được một cái người mới, nhưng mà chưa chắc gì bạn sẽ mở lòng với họ. Tuy nhiên là ở đây mình vẫn thấy được là ok, mọi thứ nó sẽ đến, người mới cũng sẽ đến và nó sẽ thử thách bạn về việc rằng là thay đổi cái nguồn năng lượng của bạn trở nên tích cực hơn. Cái tụ bài này á, tụ bài này bạn hơi bị lạnh lùng, hơi bị thiếu cảm xúc yêu thương. Bạn cần phải xác định dòng chảy của bản thân mình trong cái câu chuyện cuộc sống, hoặc là bạn phải tự tin rằng là hãy rời bỏ khỏi những cái điều mà làm cho bạn không có an tâm, nhưng mà hãy cắt bỏ nó ra, chứ đừng để bản thân của mình vướng vào trong điều đó. Và khi bước đến bất cứ một cái mối quan hệ nào bạn cũng sợ hãi tổn thương thì điều đó nó sẽ không tốt cho bạn chứ không gì hết á. Và cái tuần này của bạn á, thì mình nghĩ rằng là có một số cái vấn đề về việc là bị mâu thuẫn trong bản thân của chính bạn. Cái sự mâu thuẫn trong bản thân của chính bạn á, nó sẽ phải kết thúc để nhường chỗ cho tình bạn, cho một cái người bạn đồng hành đến với bạn, cho một cái sự may mắn đến với bạn ha. Mình nghĩ là bạn đã trải nghiệm một cái quả đắng. Mình không nói tuần này, nhưng mà mình biết rằng là bạn đã trải nghiệm một cái quả đắng trong cái tình cảm. Và bạn có thể làm việc với nước ngoài, có thể là làm việc liên quan đến nước ngoài, hoặc là bạn có thể rằng là bây giờ bạn chỉ tập trung vào công việc và chỉ có tiền bạc có thể mang lại cho bạn sự ổn định. Và nhưng mà bạn không nên đánh mất đi sự tích cực của bạn, cũng không nên
gọi là tạo tự tạo một cái bức tường cho bản thân của mình để kiểm soát những cái cảm xúc của mình một cách thái quá thì nó sẽ không tốt với bạn. Bạn hãy thực hiện là một người nữ, một người của bạn, nếu bạn là nữ thì bạn hãy thực hiện những cái sự healing cho bản thân mình bằng cách là nấu nướng hoặc là làm cái gì đó liên quan về tính chất nữ tính. Còn nếu như bạn là nam thì bạn hãy làm những cái điều gì liên quan đến tính chất nam tính của bạn để bạn lấy lại cái sự tự tin ha. Ở đây mình thấy rằng là có thể là bạn sẽ có sự thay đổi trong công việc của tuần này, nhưng mà điều đó mang lại niềm vui và sự giàu có dành cho bạn. Bạn sẽ được mọi người gọi là yêu thích bạn ha. Và trong cái tình cảm á, thì bạn không có, nói chung bạn mâu thuẫn và bạn cũng gọi là không có mở lòng trong cái tình yêu. Bạn cần, rất là cần chữa lành. Bạn có một cái cánh cửa mới, bạn có một người bạn mới, bạn có một cái người mới đến, nhưng mà bạn rất là phân vân với một cái người cũ, và người cũ của bạn có thể có cái khoảng cách địa lý với bạn nữa. Nhưng mà nói chung rằng là cái sự khó khăn đối với mối quan hệ cũ nó đã làm cho bạn có bài học, nhưng mà cũng nó cũng làm cho cái trái tim của bạn nó hơi bị kiểu như là bạn cũng không được mở lòng lắm, bạn hơi bị im lặng. Và thực sự là trong cái tình cảm này á, cái đối phương của bạn á, cũng chưa, cái đối phương người cũ của bạn á, có thể rằng là họ rất là phân vân trong việc kết nối lại với bạn. Họ rất là phân vân trong việc kết nối lại với bạn bởi vì họ cần thời gian. Mình thấy rằng là cái người này cần thời gian và họ chưa cảm thấy thoải mái để mà nói chuyện với bạn, cũng như là họ cũng chưa cảm thấy bạn thoải mái để nói chuyện với họ. Bạn cũng chưa mở lòng để nói chuyện với họ. Và cái tình cảm này nó giống như là một cái cảm xúc mà nó không có dễ chịu, nó bức bối, nó khó chịu, nhưng mà lại thiếu cái sự giao tiếp, thiếu cái sự kết nối, thiếu cái sự giải thích với nhau hả? Nha. Tuần này mình không nói là bạn với người này không có cơ hội để kết nối hay cái gì cả. Mình thấy có cơ hội ở đây, nhưng mà việc mà cái cảm xúc hai người không có hướng vào nhau á, nó cũng gây ra việc chia tay hoặc là chia cắt, hoặc là người này không muốn nói chuyện với bạn, hoặc là cái mối quan hệ này nó không còn niềm tin nữa. Nói chung là tuần này và trong cái việc thôi bạn hướng đến cái người mới giùm cho mình ha. Cái người cũ của bạn nó cũng hơi rắc rối ở đây đó. Và mình cũng thấy là có một tuần thôi, bạn cố gắng thay đổi cái nguồn năng lượng của mình để tập trung cho những cái điều mà mình yêu thương trong cuộc sống, tạm né tránh những cái sự khó khăn này, đợi đến một cái thời điểm nào đó mà bạn cũng cảm thấy thoải mái để kết nối thì nó sẽ tốt hơn ha. Nhưng mà ở đây nó khuyên bạn là hãy rời khỏi cái năng lượng cũ, hãy cho đi, hãy cho đi những cái điều cũ và hãy tâm sự với bạn bè của mình ha. Bạn có khởi đầu mới mà, bạn có khởi đầu mới với người mới, với bạn bè mới ha. Bạn chỉ có làm một số việc về vấn đề về cái người cũ của bạn á, cái tình cảm cũ á, thì mình thấy chưa có giải quyết được ở đây. Nhưng mà đây là giải bài chung và cũng chỉ có một tuần thôi, nên bạn hãy cố gắng đón nhận ha. Bây giờ mình sẽ xem coi có thêm cái cung hoàng đạo nào trong đây nữa hay không nha. Ok, cung Amakus, bảo bình, cự giải ha. Hồi nãy có nhân mã nữa nha bạn, những cái nãy mình có đọc á. Rồi mình sẽ xem coi là cái con số nha. Số 8, số 3 và số 9 ha. Số 8, số 3, số 9 thì có thể là tháng sinh hoặc là ngày tháng năm sinh, hoặc là gì đó, ngày thứ ba, ngày chủ nhật ha, vân vân. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài nãy đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi nào có giải bài mới thì nó sẽ thông báo ha. Ở dưới nó có chữ đăng ký màu đỏ, bạn cứ nhấp vô trong đó và nhấp vô cái chuông ha, nhấp vô cái chuông nữa thì nó mới thông báo. Ok, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những trái bài sau nha.